Xin chào tất cả anh chị và các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn đến với cái khóa học mới nhất của tôi, là một trong những cái khóa học giúp các anh chị và các bạn có thể là chăm sóc khách hàng, bán hàng, chốt đơn hàng thông qua phương tiện là điện thoại hay còn gọi là telesale. Vâng, khóa học của tôi là bán hàng, chốt đơn và chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Có 3 cái nội dung là bán hàng, chốt đơn và chăm sóc, chứ không chỉ là bán hàng đâu, đúng không ạ? Vâng. Thế thì đầu tiên là ai nên học những cái khóa học này? Tất cả những người là nhân viên sale, những người chăm sóc khách hàng, những người bán hàng hoặc là những người sử dụng cái phương tiện điện thoại như là cái công cụ giao tiếp, công cụ bán hàng, công cụ chốt đơn hàng cho cái hoạt động bán hàng của mình, có thể là thông qua cái việc là bán hàng hóa hoặc là dịch vụ. Chúng ta thường thấy như là bên ngân hàng hoặc là bên bất động sản hoặc là bên bảo hiểm, người ta sử dụng telesale gọi bán hàng rất nhiều, đúng không? Nhưng thực tế rằng là chúng ta thấy rằng là cái telesale nó còn có nhiều cái vai trò hơn là cái việc là chỉ có chào bán bất động sản hay là chào bán làm thẻ ngân hàng hay là chào bán một cái dịch vụ gì đó, mà thực tế nó gồm có là bán hàng, chốt đơn và chăm sóc khách hàng. Có 3 cái mục tôi hướng dẫn là như vậy. Thì tất cả các anh chị mà làm nhân viên mà sử dụng đến cái phương tiện này trong quá trình làm kinh doanh, đặc biệt là nhân viên bất động sản, nhân viên ngân hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng của các cái hãng hoặc là của các cái công ty dịch vụ hoặc là các tổng đài viên, thì đây là một cái chương trình cần thiết ở mức độ cơ bản, giúp các anh chị có thể hiểu rõ về cái công việc này, nghề nghiệp này, và có thể các anh chị sẽ có những cái định hướng và cái sự tập luyện nâng cao trong quá trình kinh doanh và làm việc của mình. Được chưa? Thứ hai là ai dạy? Vâng. Ai dạy ở đây thì có nghĩa là tôi đang muốn giới thiệu về giảng viên là tôi. Tên tôi đầy đủ là Nguyễn Phan Anh. Hiện nay đang là giảng viên của một trường đại học, bắt đầu giảng dạy ở bậc đại học từ năm 2008 cho tới nay. Và đến năm nay là năm 2019 khi tôi quay cái video này, thì có lẽ là bước sang đến năm thứ 11 là đi giảng dạy bậc đại học rồi. Ngoài ra thì tôi cũng là CEO, tức là có một cái doanh nghiệp riêng về đào tạo, cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Cũng như là làm quảng cáo, đấy là cái mảng mà tôi cũng hoạt động cũng lâu lâu rồi. Tôi cũng là một cái cổ đông đầu tư cho một số các công ty trong lĩnh vực bán lẻ, và tôi là một cái nhà đào tạo cũng như là một cái chuyên gia về lĩnh vực marketing online. Thì đấy là giới thiệu sơ bộ về tôi. Còn chi tiết hơn thì các anh chị có thể search trên Google, tìm kiếm từ khóa là Phan Anh Online, hoặc là kết bạn Facebook với tôi, hoặc là vào website pamarketing.vn của tôi để tìm hiểu thêm. Có lẽ là tôi cũng không muốn nói quá nhiều về bản thân mình như vậy. Ok, rất vui được làm quen với các anh chị và các bạn. Và nội dung thứ ba trong video bài học đầu tiên này, giới thiệu về khóa học này, là tôi muốn giới thiệu là chúng ta sẽ học gì. Thì nội dung nó sẽ gồm khoảng 20 bài học. Vâng, sẽ chia sẻ về những cái việc là các cái kỹ năng cần thiết để bán hàng qua điện thoại hay là chăm sóc hàng qua điện thoại. Tại sao cái nghiệp vụ telesale, bán hàng, chăm sóc khách hàng, chốt đơn vẫn cần đến cái công cụ telesale này. Thế rồi thì áp dụng trong những cái trường hợp nào, rồi thì cái kỹ năng, cái quy trình xây dựng kịch bản, rồi thì cách thức để chúng ta gọi điện thoại để chốt đơn, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta cũng nói thêm một chút về các yếu tố về công nghệ, rồi cái cách thức để chúng ta xem xét khách hàng để chúng ta có thể tăng được tỷ lệ chốt đơn hàng thành công lên, hoặc là gọi điện cho khách hàng thành công lên. Rồi thì chúng ta cũng sẽ có nhiều cái case study được lồng vào trong quá trình mà tôi đào tạo và hướng dẫn cho các anh chị và các bạn. Đấy, để các anh chị có thể gọi điện cho khách hàng để tìm kiếm mối quan hệ với khách hàng, để đặt lịch hẹn với khách hàng, đúng không ạ? Và sử dụng thêm cả những cái công nghệ cao hoặc là những cái phần mềm khác để hỗ trợ cho cái quá trình chăm sóc và chốt đơn. Rồi tôi cũng hướng dẫn cho các anh chị và các bạn để hiểu rõ về cái việc là upsell, tức là bán thêm, cross sell, tức là bán chéo, và tư vấn cho khách hàng thông qua cái kênh công cụ là điện thoại di động và cũng như là tổng đài hay là telesale. Thế thì đấy là một số những cái nội dung, và đây là một cái khóa học mà tôi đánh giá là nó ở mức độ cơ bản, tức là nó rất là cần thiết cho các anh chị và các bạn, nhưng mà nó không phải là có quá nhiều những cái nội dung mà nâng cao hay những bí quyết hay những tuyệt chiêu gì. Mục tiêu của tôi là giúp các anh chị có thêm những cái kỹ năng nghề nghiệp và căn bản để hoàn thiện cái bộ kỹ năng làm việc và kiếm tiền của mình. Vâng, xin phép được giới thiệu với các anh chị và các bạn sơ bộ về
toàn bộ cái nội dung khóa học cũng như là giảng viên cũng như là những ai thì nên học cái chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.